Rồi, xin chào anh chị bạn trở lại với Trần Hồng Chơi. Hôm nay thì em quay mẫu Outlander. Đây là phiên bản tiêu chuẩn, bản 825 triệu nhé. Ngoài ra chúng ta có một bản cao cấp là 950 triệu. Hôm nay thì xe này thì bên em cũng đã làm khá phụ kiện rồi, chuẩn bị bàn giao khách hàng. 825 triệu giá niêm yết và chương trình khuyến mại hiện nay nó giảm đâu đó vào khoảng 50% phí trước bạ và một bộ camera 360 độ theo xe. Giá này thì có thể thay đổi theo thời điểm và cụ thể giá chốt như nào thì chắc là anh chị lại trực tiếp qua bên em để được tư vấn báo giá nhé. Mình cũng biết là thời điểm này đăng kiểm nó rất là khó nên là tặng phụ kiện hay là lựa chọn phụ kiện lắp thêm thì nó cũng phải cân nhắc đến đó rất nhiều. Tuy nhiên thì xe này thì bên em cũng đã làm đầy đủ như là cam 360 này, cam kính, chạm sàn 6D, nẹp bước chân lên xuống đó. Đây là phiên bản 825 triệu, tuy nhiên thì mình vẫn có auto hold đó. Phanh tay điện tử. Màn hình này thì mai bên em sẽ trang bị thêm cho khách hàng một bộ Android box nhé. Cái này là do nhu cầu khách hàng đặt thêm. Đó, Outlander. Xe này thì bên em bán cũng khá là chạy. Chắc là chỉ top 3 doanh số sau Xpander và Triton. Rồi, ở đằng trước mình dành cho khách hàng nào lần đầu xem video và từ nào tìm hiểu Outlander, chúng ta với phiên bản tiêu chuẩn này, pha cốt bi đấy, là em thấy là đèn bóng halogen này, bi halogen này, đèn sương mù là halogen này, cam 360 lắp thêm rồi này, đúng không ạ? Bản này tiêu chuẩn, nó giảm như này đâu đó lăn bánh dưới 900 tại tỉnh. Anh chị nào ở Bắc Ninh, Bắc Giang mua xe này đi gia đình thì vẫn rất hợp lý. Giá rẻ, ngồi rộng rãi 7 chỗ, đúng không ạ? Cái da funny. Đây, cái này nó da lộ. Chỉnh điện đầy đủ. Rồi, hàng ghế thứ hai, cửa gió điều hòa, đúng không ạ? Rất thoải mái. Cá nhân em thấy thì đa phần mỗi xe nhập làm không gian hàng ghế 2 và hàng ghế 3 thường thì không chê được. Cái đến em 8 ngồi thì vẫn thoải mái nhá. Đây, mình yên tâm về cái khoản rộng rãi. Đây, bộ nẹp bước chân này, trải sàn 6D này. Anh chị nào mua thì bên em phải cân đối và làm một chiếc xe y nguyên như này. Còn cụ thể giá bán như nào thì mình liên hệ trực tiếp qua bên em để được tư vấn và lựa chọn thêm nhé. Xe thì vẫn được trang bị đầy đủ như là điều khiển an toàn dành tay, cruise control. Đó, nó chỉ có một cái hơi nhật là cái điều chỉnh độ sáng. Chúng ta vẫn có cái núm xoay như này, đúng không ạ? Khá là vui mắt thôi. Rồi, bản này được khuyến mại đâu đó vào khoảng 50% thuế trước bạ và cộng bộ cam 360. Bản full 925 thì bên em cũng có chương trình khuyến mại là 50% lại phí trước bạ, là giảm tiền tương đương vào khoảng gần 50 triệu đó, và vẫn tặng kèm một bộ cam 360 nhé. Đây là bản màu đỏ đấy, mình có nhu cầu thì bên em vẫn có đầy đủ. Hôm nay thì đại xe về rất nhiều, trắng đen, nhưng mà Outlander này đa phần bên em sẽ bán là trắng đen đỏ ba màu chính đấy. Mình cần tư vấn thêm thì vui lòng liên hệ trực tiếp để bên em gửi đến anh bạn chính sách bán hàng tại thời điểm mà mình tham khảo nhé. Giá xe ở Bắc Ninh thì luôn tốt và có tính cạnh tranh hơn tại Bắc Giang. Mình ở Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn thì liên hệ bên em để có cái giá bán tốt nhất nhé. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.